Triệu chứng của coronavirus y như là cảm cúm vậy. Điều đầu tiên là sốt hoặc ho, với lại bị khó thở. Nếu mà quý vị bị trong những cái triệu chứng này, sốt, ho hoặc khó thở, thì hãy liên lạc với bác sĩ gia đình ngay. Điều đầu tiên là hãy giữ bình tĩnh. Sở Y tế San Francisco có khuyến nghị sau đây. Điều thứ nhất đó là mình nên hạn chế đi đến những cái tụ họp lớn, nhất là những người dễ bị tổn thương, nên hạn chế đi chơi và không nên tham dự những cuộc họp lớn. Những người mà dễ bị tổn thương là những người 60 tuổi trở lên, hoặc là những người có tình trạng sức khỏe như là bệnh tim, bệnh phổi, bệnh tiểu đường và vân vân. Điều thứ ba là nên rửa tay thường xuyên. Rửa tay là bằng cách là dùng xà bông với lại nước trong ha, mình rửa ít nhất là 20 giây. Sau 20 giây thì là nó tốt hơn là như vậy, và cũng rửa tay thường xuyên hơn. Nếu mà quý vị phải đi làm, điều quan trọng nhất là đừng có nên đi làm nếu mà đang bị bệnh ha. Điều thứ hai là nếu mà được thì nên làm việc tại gia. Sau đó là nếu mà được thì hãy dừng lại tất cả những du lịch liên quan đến công tác không cần thiết. Điều cuối cùng là nếu mà quý vị phải đi làm thì nên giữ một cái khoảng cách với những người khác. Khoảng cách đó ít nhất đó là trong vòng chiều dài một cánh tay ha. Đó thì đó là điều mình nên làm. Điều đầu tiên là nếu con em của quý vị bị bệnh thì cho nó ở nhà, đừng có cho nó đến trường. Nếu con em của quý vị mắc bệnh mãn tính, hãy tham khảo với bác sĩ về việc có nên đi học hay là không. Điều thứ hai là tất cả các trường học và lớp học nên có sẵn chất khử trùng tay và khăn giấy cho các em sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, điều cuối cùng là quý vị nên liên hệ với nhà trường để biết thông tin về kế hoạch chuẩn bị cho việc nhà trường có thể đóng cửa. Triệu chứng của coronavirus y như là cảm cúm vậy. Điều đầu tiên là sốt hoặc ho, với lại bị khó thở. Nếu mà quý vị bị trong những cái triệu chứng này, sốt, ho hoặc khó thở, thì hãy liên lạc với bác sĩ gia đình ngay.